Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2021, đoàn giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Phạm Thanh Bình, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Tân Lạc về tình hình thực hiện đầu tư, nguồn vốn, cân đối ngân sách tỉnh theo nghị quyết 383 ngày 9 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2021. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía huyện Tân Lạc có đồng chí Đinh Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Vũ Quang Hùng, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Đinh Duy Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng các lãnh đạo các cơ quan ban ngành có liên quan đã cùng tham dự. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện, tình hình thực hiện giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021, huyện được phân bổ là 39 tỷ 720 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn do tỉnh quản lý 22 tỷ 920 triệu đồng, vốn bổ sung cân đối có mục tiêu cho huyện là 16 tỷ 800 triệu đồng. Tính đến ngày 10 tháng 9 năm 2021, huyện đã giải ngân được 22 tỷ 388 triệu đồng, đạt 56% so với kế hoạch. Trao đổi tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã phân tích và làm sáng tỏ những vấn đề dẫn đến việc giải ngân đạt thấp như vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, các nguồn vốn đối ứng và bố trí từ ngân sách huyện cho các công trình đầu tư phụ thuộc vào nguồn thu đấu giá đất, hiện chưa có kinh phí để bố trí theo kế hoạch. Qua đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đã giải trình và làm rõ nguyên nhân vướng mắc trong quá trình thực hiện một số dự án, công tác chuẩn bị đầu tư, công tác thực hiện dự án, công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện các dự án trọng điểm mà Ủy ban Nhân dân huyện làm chủ đầu tư. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thanh Bình, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được trong việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của huyện Tân Lạc. Đồng thời, đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án, kiên quyết đề xuất điều chỉnh giảm vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, yêu cầu đảm bảo kế hoạch giải ngân đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 đạt trên 70% và đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 đạt 100% so với kế hoạch vốn giao. Đối với các dự án còn dang dở, cần hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán theo đúng thời gian, lập biểu đồ tiến độ thực hiện và giải ngân với từng công trình cụ thể, báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện theo dõi chỉ đạo.